trong chuyến hoằng pháp khắp nơi trên thế giới năm 2018, Thiền sư Thích Diệu Thiện và Thiền sư Thích Thông Hội cùng tăng đoàn Phổ Môn Suối Từ đã đi vòng quanh Hoa Kỳ, Canada và Việt Nam, khai mở cho tu sĩ và Phật tử qua thoại kịch kể về cuộc đời, nỗi trăn trở và con đường thành đạo của Thiền sư Giác Ngộ Thích Diệu Thiện. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã có những trăn trở, thao thức về đoạn đời lý nội, khổ đau sinh tử. Trong tận cùng của sự thất vọng, đau khổ, tâm tôi bừng sáng. Tôi đã nhận ra chính sự vướng mắc và trách cứ vào những khái niệm Phật, Pháp, Tăng mà tôi đã được học, hành trì và trợ duyên cho ni sư bấy lâu nay đã không đưa đến giác ngộ mà còn thêm trói buộc mình và người. Ngày giây phút đó, tất cả những chấp trước vào Phật, Pháp, Tăng trong tôi lập tức được vỡ tung rơi rụng. Lòng tôi lúc này trở nên thanh thản, nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui vì chân trời giác ngộ, giải thoát lập tức được mở ra trước mắt. Chính sức mạnh giác ngộ là niềm tin và động lực thúc đẩy tôi lên đường tìm câu trả lời dù phải bỏ thân mạng. Tôi phát lời đại nguyện: chuyến đi này nếu không tìm được chốn về giác ngộ, tôi sẽ không quay về biển nữa. Chọn bằng cách nhất của con là chọn bằng gì đang đặt tự an. Bất cứ những cái gì từ phần này đến phần kia chúng ta sẽ học hỏi bất cứ là bất cứ những cái gì đó. Bởi vì phải như chúng ta tạo ra là để chúng ta nhìn thấy lời nói của Đức Phật là ngài nói ta không phải là vị thần, ta không phải là vị thánh, ta chỉ là bậc thầy khai ngộ chỉ cho chúng con cho nên ngộ nhận Phật chi kiến vị thần, vị thần chưa bao giờ Đức Phật sẽ là một thực tánh. Vậy cho nên chúng ta hiểu ý Đức Phật và hiểu ý các vị Bồ Tát có nghĩa là ta nhìn ngắm ngài để ta hiểu được cái quá trình tu chứng bằng mặt tâm nguyện đầu sân của ngài như thế nào mà ta học Phật đây. Các bậc Bồ Tát cũng đang hỏi ngài thì ta cũng đang hỏi ngài, cho nên chúng ta học hỏi ngài cũng phải quan tâm. Mãi lo lên núi tìm đầm mà quên đầm ở trong tâm của mình thì không. Phật giáo có 10 tâm, dù tâm nào nó chẳng nữa cũng phải tâm là chính. Cái mà chúng ta gọi là tình lộ hay bộ tâm chi nào thì gì tâm gọi là chất khác nhận là đạo học gọi là sắc lực. Vậy nên tất cả những cái tình đó, những cái tình đó đều là những từ định nghĩa nhưng chúng ta chưa bao giờ dám nói rằng nó chính xác không. Chuyện thiền có lẽ con và thấy con đã có một hạt bí Gotami. Trên con đường tìm về bản sở đó, mỗi chúng ta đang có một ý niệm nhất định ta và trực trí của con người nhiều phương tiện mà chúng ta đi. Thế nên thầy đó ở với con đã đến với một giờ bên này sáu giờ cái giờ nhập tối tập giờ thứ năm cái đó thầy bắt đầu con lên bắt đầu lên. Quý vị nhớ rồi, mình đã nhận ra được sự vướng mắc trong tâm, mình xả bỏ cái vướng mắc là tâm mình trở nên thanh tịnh rồi, và ngay nơi đó là cuộc sống mình đã nhẹ nhàng và thanh thản và thông dong tự tại rồi, thì tại sao phải còn đi tìm để tìm cái gì? Quý vị có hỏi không? Vậy bây giờ hỏi tìm cái gì nhé? Tìm cái gì?
Vậy thì có bao giờ chúng ta đi câu chúng ta hỏi để tìm cái gì, để Phật là gì, giác ngộ là gì, giải thoát là gì, tự do tự tại là gì, trí tuệ là gì, từ bi là gì, diệu dụng là cái gì, sự phong thân thanh phong nhân tự tại là cái gì? Điều đó nó trở thành một câu hỏi. Nếu một người thật sự với chính mình thì mình thấy rằng mình chưa thật sự thanh thanh, mình chưa thật sự thông dung, mình chưa thật sự tự tại, và mình chưa thật sự có cái tuệ giác mà để thu triển tâm người, mình chưa có từ bi để thương tất cả mọi người mà không có một cái điều kiện nào hết, mình chưa có cái diệu dụng để dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào để khai tâm điện hóa cho mọi người, bậc tu được nội tâm nhận ra được chốn về nhà. Thật sự chúng ta đi tu, chúng ta muốn cái gì? Quay lại cái nhân xuất gia của chúng ta. Nếu nhân xuất gia của chúng ta mà muốn giác ngộ giải thoát thì ngày nào chưa giác ngộ, ngày đó việc mình chưa xong. Nhưng mà nếu nhân xuất gia của chúng ta chỉ bình an thôi, có một sự yên ổn trong tâm hồn thôi, giống như cái bình này. Bình này chúng ta thấy cũng bình yên vậy thôi, thưa quý vị. Tâm mình cũng nhẹ nhàng, phải không? Nhưng mà khi đối cảnh thì sao? Khi đối cảnh thì sao quý vị? Đối cảnh thì vẫn động tâm. Chúng ta chưa đạt tới cái chỗ mà đối cảnh vô tâm. Chúng ta sẽ về được cái chỗ đối cảnh vô tâm. Còn những đối cảnh mà động tâm thì chỗ đây không có thể phát sinh ra được trí tuệ, từ bi và diệu dụng. Bởi vì về cái bổn tâm thanh tịnh này, nó như một cái gương sáng nó chiếu soi, và nó chiếu soi nhưng không hướng vào một hình bóng. Còn ở đây, ngày xưa dự kiện thực tập rất là nhiều pháp tu, tổ kinh cũng có, niệm Phật cũng có, trì chú cũng có, ngồi thiền cũng có, làm tất cả rất là miên mật, tâm bình lặng có lắm, tâm bình lặng có sự bình an. Nhưng đối cảnh vẫn động tâm. Và khi động tâm như vậy thì trí tuệ không có, từ bi không có, và nhiều điều không có. Mình sẽ ứng xử qua tất cả những cái vướng mắc, những cái vô minh tham ái và sân hận trong chính mình. Cho nên đó là một nỗi trăn trở thao thức làm cho điều kiện phải đứng lên để tiếp tục một lần nữa xả bỏ tất cả những vướng mắc, nhưng cội nguồn vô minh tham ái và sân hận vẫn ngủ ngầm ở trong mình. Những cái khô nó đã rụng, nhưng những cái phi tế ở trong tâm nó vẫn còn. Và vì nó còn cho nên mặt trời giác ngộ nó chưa hiện ngộ, từ bi nó chưa có mặt, và diệu dụng nó chưa thật sự là hiện ngộ. Đó là lý do tại sao mà sau khi xả bỏ tất cả cái vướng mắc về Phật, vướng vào pháp, vướng vào tu sĩ, xả rồi lòng nó nhẹ nhàng, nhưng mà chúng về giác ngộ để giải thoát tận cùng mọi cuộc vô minh sanh tịnh, để thể lập nơi thanh 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 tịnh. Cái nơi đó tại sao mình chỉ muốn tìm, là bởi vì khi có mặt trên đời này đã biết có chúng về giác ngộ, biết trước khi đọc cuộc đời của Đức Phật, khi đọc về cuộc đời của Đức Phật chỉ là một cái sự cho mình thấy một động lực, cho một cái niềm tin và sức mạnh để mình đứng lên. Thưa Thầy, lúc con có mặt ở trên cuộc đời này, con đến với cuộc đời này, sau này con mới biết được rằng là mỗi người đến cuộc đời này nó có nhân duyên. Có người đến vì ngồi, có người đến vì nghiệp. Thật ta hay là ma, bao nhiêu tiếng nói trong lòng nảy ùa về trong tâm. Xin hỏi là ai đây? Sao quậy ta nhiều thế?
Ô hay nó điên cuồng, tạo tác không ngưng. Thực tế nó là ai? Thật ta hay là ma? Bao nhiêu ôm chấp điên cuồng nấy ùa về trong tâm. Xin hỏi là ai đây? Sao quậy ta nhiều thế? Ô hay nó điên cuồng, tạo tác không ngưng. Thực tế nó là ai? Thực ta hay là ma? Thực tế nó là ai? Thực ta hay là ma? Tại sao đúng Phật? Phật là một bậc tôn kính như vậy mà tại sao đọc? Tôi muốn không hỏi hỏi quá. Bây giờ thắc mắc hàng mời lại từ đây nè. Mời mời lại từ đây đến đây nè. Hôm nay có một người thắc mắc thôi sao? Còn tất cả là sao? Không thắc mắc là không xuống thế hả? Vậy thì bây giờ mời cô lên đây nha. Cô tên gì? Diệu Đức đứng đây cho mọi người thấy Diệu Đức. Vì lúc đi chùa bao lâu rồi? 10 năm rồi hả? Rồi vì lúc đi chùa bây giờ lòng của Diệu Đức sao? Có còn tham sân si buồn phiền kiểu như đúng không? Còn chút chút cho nên là khi mà thấy Diệu Phật mặt xuống thế là sao? Chừng chừng hoang mang lo sợ phải không? Biết tại sao không? Chưa biết, bây giờ biết tại sao không? Ok, rồi bây giờ hỏi nè, xin quý vị. Thường thường là những đức phải không? Đi chùa là rất là quý Phật, kính Phật, và kính Pháp, và kính Tăng phải không? Rồi, thường là sao? Mỗi ngày cái mình đi chùa, những đức cầm đi. À, thấy quý không? Quý chứ phải không? Quý rồi để mình đưa vào trong tu học ha. Rồi, này cái nhập tụng này quý không? Quý không? Dạ quý ha. Rồi này là gì đấy? Ta mỏ, mỏ để làm gì? Tụng kinh ha, quý không? Dạ quý. Này là cái gì? Cái này là gì? Ồ, cái mùi chua để tỉnh mỏ ha, đồ quý không? Dạ, xin mời cầm. Lương hoàng sáng, ồ quý không? Dạ, dạ, được cầm. Ồ, này là có sâu chủ biết. Này là chủ tiền phần, quý không? Giữ chặt nhé. Đây là đây là Diệu Pháp Kinh Hoa. Hay quá, quý không? Quý không? Dạ, tôi không. Cầm chặt. Quý mà. Rồi, đây là cái gì? Chung này nhỏ quá. Thế cái cung này nữa là một chút xíu. Dạ nặng lắm, con nặng rất nặng. Con này buông xuống. Dạ buông. Sao không cầm nữa, không cầm nữa mà buông xuống? Dạ, tôi Phật dạy cái gì thì cũng phải buông xa. Không được sao? Đúng không? 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 Đúng
Kính thưa quý vị, giáo pháp Phật Thích giống như ngón tay chỉ học chân. Nhưng mà một hồi cái mình lại bám vào ngón tay. Mình quên mình chân. Có nghĩa là bám vào tượng Phật, bám vào kinh, bám vào chú ngôn, bám vào mỏ, bám vào tất cả cái chữ này. Bám chữ nhưng mà mình đâu có thất thái, mình đâu có thất tình, mình đâu có thông giống như thế này của ông. Bắt đầu cũng thấy quý lắm, giữ ngồi trong bờ quá mệt quá cái muốn. Thấy chưa? Là như vậy là tất cả sự bám chấp của mình không luôn được đến giác và bộ giải. Giải mà làm cho mình thêm trôi bộ. Thấy chưa? Thành ra cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng là trong thời gian đầu khi sư phụ lúc đó không dẫn ra được cái chốn về giác ngộ mà lại bám vào kinh luận bám vào Phật, bám tâm, bám chấp vào những cái hình tướng khái niệm. Và khi mình bám như vậy là mình xa rời cái gì? Xa rời cái bộ tâm thanh tịnh chính mình. Mình không quay về được, mình không nhận nó được cái người Phật của mình. Thành ra, và mình càng bám chấp bao nhiêu thì mình càng phiền não bao nhiêu, là bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy mình tu người khác không tu, phải không? Mình thấy mình tu lâu lắm thì người khác tu ít thời gian hơn mình. Mình thấy mình tụng kinh nhiều hơn người tụng ít hơn mình thấy mình niệm Phật nhiều hơn người niệm Phật ít hơn mình. Ngày mỗi ngày làm sao? Vô minh tham ái và sân hận thêm dày. Và nó che mờ cái gì? Che mờ gì? Cái bản tâm thân tình của chính mình. Thì ngay lúc đó sử dụng ra được là chính cái sự vướng mắc vào Phật Pháp Tâm đã làm cho mình quên đi cái chốn về giác ngộ. Khi nó bừng mở ra lúc đó là ném cái tự Phật xuống, không phải là ném Phật mà là ném sự vướng mắc vào Phật, cái sự chấp trước của mình đó. Cái hình ảnh đó để cho mình thấy là ném sự chấp trước, sự vướng mắc, từ đó mà sanh ra phiền não khổ đau. Thì nhận được không?
is really who you are to me, oh Mara, really who you are to me.